Chúc Garden xin chào mọi người nhé. Hôm nay thì cái cây mẫu đơn đỏ lá nhựa, cây này rất là cổ nha các bạn nhé. Cây này thì nó đang rất là nhiều hoa. Đấy, mình quay lên cho mọi người cùng ngắm. Nếu mà các bạn có nhu cầu giao lưu thì có thể liên hệ với số điện thoại của mình. Số điện thoại là 0977 999 046 hoặc 0352 55055. Mình sẽ nói qua về cây cho các bạn nhé. Cây này thì hoành gốc của nó là 33 đến 34 nhé. Tay cành chia rất là đẹp. Và tàn của nó tàn nguyên bản. Các bạn nhìn này. Tàn rất là lắc giật đẹp. Nguyên bản luôn. Và cây thì làm theo hình thức là cắt giật nhé. Tàn rất là dày này. Hiện thời thì cây đang rất là nhiều hoa. Các bạn mang về có thể chơi luôn. Với cây này thì trồng ở trên chậu 1 mét, bởi vì cây lực nó rất khỏe nên là hoa và lá rất là xanh nhé. Các bạn có nhu cầu về cây hoa mẫu đơn đỏ này thì liên hệ với Trung Kiên nhé. Cây này cực kỳ đẹp và già, cây này tuổi thọ của nó hàng trăm năm rồi. Bóng của nó là 1m9 và chiều cao là 1m6 từ mặt chậu, 1m7. Cả chậu thì rơi vào khoảng độ 2 mét nha các bạn nhé. Cây nực rất khỏe và đang hoa. Trung Kiên xin chào và hẹn gặp lại mọi người nhé.